Giới thiệu sách Một kiếp nhân sinh, tình người trong đại dịch COVID-19 tác giả thích nữ nhuận bình. Tặng phẩm này được viết cho tất cả quý độc giả khi Việt Nam chúng ta đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn, bất an, lo sợ của đại dịch. Ai đó đã từng nói, có đi qua những ngày mưa mới biết yêu thương những ngày nắng đẹp. Có đối diện với những hiểm nguy, khủng hoảng vì dịch bệnh mới thấy chân quý những năm tháng yên bình của hôm qua. Nhưng quá khứ không còn nữa, ngày hôm qua đã bỏ xa chúng ta rồi hiện tại cả nước đang đối diện với những lo toan vì biến chủng COVID-19 tái bùng phát dữ dội. Trong vòng gần 2 năm kể từ khi virus corona xuất hiện, thế giới đã chìm trong khủng hoảng, chết chóc, bi thương. Trong tăng thương, bi kịch, chúng ta chợt thấy tình người người sáng, chúng ta chợt nhận ra con người ngày một nhích lại gần nhau hơn, đoàn kết, nâng đỡ và cố gắng làm tất cả mọi thứ để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Hàng triệu liều vaccine được hiến tặng, rất nhiều chiếc máy thở được sẻ chia, hàng tấn trang thiết bị y tế được giúp đỡ, chỉ mong mang đến chút tình người để sưởi ấm giữa những ngày lo toan, tất bật, hiểm nguy vì dịch bệnh. Dù khác nhau bởi màu da, tôn giáo, chúng ta vẫn quặn thắt lòng khi chứng kiến cảnh hàng ngàn người ngã xuống vì dịch bệnh mỗi ngày. Khi chứng kiến những cảnh tượng tăng thương này, chúng ta biết làm gì đây? Việc cần thiết nhất khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là mọi người hãy ở yên để những tháng năm này đi qua một cách êm đềm nhất. Người dân Ấn Độ khi đối diện với dịch bệnh hoành hành, họ chỉ biết khóc, mong được giúp đỡ và chờ đợi phép màu xuất hiện mong điều may mắn, sức khỏe, an lành sẽ đến với người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên y khoa, các chiến sĩ và hàng ngàn nhân viên mỗi ngày đang vất vả, hiểm nguy nơi tuyến đầu chống dịch. Trích đoạn 2. Đau lòng trước cuộc chia ly. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên bầu trời đôi lúc sẽ xuất hiện những cầu vồng ước mơ. Dĩ nhiên, cuộc sống màu hồng rồi thì ước mơ kia sẽ trở nên dư thừa, nhàm chán. Chỉ là, mọi số phận không như ước muốn nên hoài bão, ước mơ trở thành món quà xa xỉ mà bao người hướng đến và muốn chinh phục. Khi chúng ta còn hiện hữu bên nhau, được sống cùng nhau, thở chung một bầu trời không khí, ta dường như quên mất sự tồn tại của đối phương, quên mất cách trân trọng, quên mất sự quan tâm, thăm hỏi, dù đôi lúc điều đó chẳng mất nhiều thời gian và tiền bạc của mình. Để rồi khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ép không vào viện điều trị, ép một vào khu cách ly, ép hai cách ly tại nhà. Thế là chúng ta đã có những cuộc chia ly bất ngờ không báo trước, cuộc sống đang bình thường bỗng trở nên rối ren, bất an và lo sợ. Những người bạn thân, những thành viên trong gia đình, mỗi người sẽ có vị trí, khu vực để đi, đi vì sự an toàn của cộng đồng xã hội. Và sau những ngày chia xa đó, tất cả chúng ta đều ước mong mọi việc suôn sẻ, qua nhanh để có ngày đoàn tụ. Người bệnh được chữa khỏi, sau 14 đến 21 ngày hết hạn cách ly sẽ gặp nhau. Tất cả cùng chờ đợi, chờ đợi đến ngày đoàn viên, sum họp, vui vẻ nhất. Nhưng rồi trong cuộc chiến khốc liệt kia, có người chiến thắng anh liệt trở về, có người bại trận và không kịp nói lời từ giã thế gian. Ở đời, dù sinh thời bạn sống thế nào thì ngày mất đi cũng có người thân, bạn bè khóc thương, tiễn đưa bên cạnh. Nhưng giữa đại dịch Covid này, có những cái chết rất đỗi cô đơn. Thậm chí có những trường hợp, sau khi qua đời, thi hài được bọc kín và đưa lên xe cứu thương trở đi hỏa táng. Chỉ cho một vài người thân đi theo, trong gia đình, vị nào muốn tiễn đưa, có thể liên hệ khu vực thuận tiện, đến đoạn nào đó xe dừng lại để người thân vái lạnh, tiễn biệt thi hải từ xa. Thời gian dừng lại không được quá lâu, nên khi xe rời đi, người ta đau đớn khóc thương, cố bám theo xe đến trượt dài trên xa lộ, nước mắt nghẹn đắng cả cõi lòng. Chẳng có nỗi đau nào thê lương hơn. Vậy đó, mà khi có cơ hội sống cùng, mình cứ hằn học, tị nại, giận hờn, thua đủ, oán trách nhau. Mình chẳng bao giờ chịu thua, chịu nhường, chịu nhịn, cứ quyết làm theo ý mình, cho thỏa cơn tức giận mới thôi khi mình làm tất cả mọi thứ để hạ được cơn tức, quay đầu nhìn lại, chính mình cũng tổn thương không kém. Bởi có cuộc chiến nào mà chẳng xây sát đôi bên, có cuộc cãi vã nào mà không nói lời chia rẽ, thù hận. Làm cho người đau, chính mình đau trước, làm cho người chảy xước, chính mình cũng tê tái thân tâm. Cuộc sống này vô thường lắm, sống nay chết mai, bây giờ sống, chắc gì lát nữa còn sống. Và nếu chúng ta ý thức được như vậy, có lẽ mình sẽ đối xử dịu dàng với nhau hơn. Mình sẽ hạn chế nói lời tổn thương, hạn chế sát muối lên trái tim người khác, hạn chế làm ai đau lòng, sự tử tế của một người. Đôi khi chỉ là hành động dịu dàng mà người đó đối đãi là sự thấu hiểu, cảm thông trong mỗi câu chuyện của cuộc đời, là sự nhẫn nại, bao dung dành cho tất cả. Vội vàng trong kiếp nhân sinh, soi gương chợt thấy chính mình khổ đau, trở về nương ánh đạo màu, nét bàn, hạnh phúc giọt sầu hóa không. Công ty cổ phần sách Thái Hà trân trọng giới thiệu.